Xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của shop Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng lại trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì kẹo thì không kiểm, không xem hàng 100%. Anh em cảm thấy tin tưởng, anh em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Đấy, hàng tiền nào của đấy, mẫu em quay như là em sẽ gửi hàng cho em như vậy, chứ không quay một kiểu gửi một kiểu, cam kết đúng hàng đúng mẫu mã chuẩn size luôn cho anh em. Đấy, thì hôm nay lên cho anh em vài cái mẫu kẹo chì 4 chấm 5.5 về 5.52 nhập hàng đẹp để dùng phục vụ anh em, giá siêu rẻ và siêu chất lượng. Thì vẫn nói với anh em là tiền nào của đấy, hàng rẻ thì đi đôi với chất lượng nó hơi kém và hàng đắt thì đi đôi với chất lượng nó sẽ tốt hơn. Đấy, còn tiền nào của đấy anh em ạ. Thì đây trên tay em đây là đang là hàng đóng máy loại 1, hàng này là hàng loại này em đang bán hiện tại 400 nghìn một ký bao ship. Đấy, 400 nghìn một ký bao ship, bao tiền ngụy trang. Hàng này loại này thì cứ bao luôn cho anh em khoảng tầm 8-90 mét, xa hơn tùy thuộc theo cành. Đấy, mình quan tâm, nếu mà mình cần quan tâm đến những cái sản phẩm nào thì kết bạn Zalo em sẽ gửi trực tiếp với hình ảnh và cái kèm theo giá tiền để anh em lựa chọn. Đấy, để anh em lựa chọn kèm trực tiếp đấy cái giá, các bạn Zalo để em kèm trực tiếp cái giá tiền và hình ảnh kẹo mà em đã gửi cho anh em đấy để em lựa chọn. Còn trên tay em đây là hàng 400.000 một ký bao ship, bao tiền ngụy trang. Mình quan tâm cái sản phẩm là mình cứ nói luôn là tôi muốn mua hàng 400.000 một ký bao ship, bao tiền ngụy trang anh em ạ nhé. Đấy, chất lượng thì siêu tốt siêu đẹp luôn cho anh em. Đây cũng là hàng 400.000 này, một ký này, bao ship bao tiền ngụy trang này. Đấy, thì thật ra là trên hình ảnh nhiều lúc anh em xem nó cũng không rõ được nét. Đấy, thì mình các bạn Zalo để em gửi hình ảnh kèm theo cái giá tiền để anh em lựa chọn cho những cái mẫu kẹo chơi ổn định và chất lượng nhất. Đấy, đúng không ạ? Thì tiếp theo em giới thiệu luôn cho anh em là hàng hộp vàng. Hàng hộp vàng GFB của Quang Thắng. GFB của Quang Thắng loại này thì chất lượng nó rất chi tốt. Đấy, loại này hàng bao mềm luôn cho anh em. Đây, hàng chỉ bao mềm. Loại này thì cứ phạt cho em là 90m ăn nắp C2. Đấy, 90m ăn nắp C2 và vỏ chanh tùy theo cái cành của anh em. Thì hàng hộp vàng này bây giờ anh em đang khuyến mãi, anh em mua 1 ký em tặng kèm thêm hộp. Đấy, chất lượng cực kỳ tốt, ổn định. Thì giá thì em đã báo luôn cho anh em trực tiếp rồi. Anh em mua hàng hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Xin chào em và gặp lại.